Thấy rất buồn. Thì ghe ủi giờ này mấy con vịt nó cũng nghỉ trưa rồi, bầy vịt đồng đang làm đường. Đấy là cái mỏ đá Lang Chai. Lang Chai An Hảo Tình Biên.
Ở đây cũng có nghề đập dến nữa nè. Mà đồng khô hết là ta dẹp mà. Đây là lưới dến. Ta đang làm đường. Nguyên đàn cò tuốt xa kia cũng lớn vậy đó. Mấy trăm con. Cái này là có mỏ đá ở An Hảo, ở Lán Cái. Động này cũng ngập nước mà bây giờ nước nó rút cạn rồi. Nó bắt đầu người ta làm ruộng. Hôm nay hình như cũ hết. Cũ hết hả? Được không? Còn. À, được mớ. Bữa này cũng ở đây là cái trại nuôi vịt. Mà vịt ở đây tao mới nuôi vịt còn nhỏ xíu. Vịt đi kì vịt đi. Mấy ngàn con. Cắt lúa cho bò. Này lúa cỏ rồi giống lúa vậy. Con với sự khắc thực. Lướt lắm, đi lướt đi. Cái này mới sự khắc thực. Theo kiểu người Khmer, đồng bào Khmer. Hãy bánh bát ra. Tí nữa hãy bỏ bánh ra. Cái này là thức ăn mà ta cúng cho sư. Là đậu mặn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự chị cái bình bát đó là chỉ ăn nhận cơm thôi, còn đồ ăn á thì mấy đứa nhỏ ta đưa cho mấy đứa nhỏ nó đi theo sau, còn sư thì nhận cơm. Này mấy sư đi khất thực nè, về tới chùa. Chùa này là chùa Svaitasam. Giờ các sư về, ở đây cũng có hai ba sư về chùa. Sư đang có anh Tiểu, chú Tiểu sao? Bản chữ Khmer What will What's right the sun thay đổi dưới ruộng. Ở trước đó là chợ An Hảo. Cái số nữa mới tới tiếp tục. Ở đây là còn nằm trong An Hảo, trường An Hảo C, để chùa Khmer. What con đây? Đây là chùa Lão Nổi.